Anh mấy phần? 5 phần, ok, đứng lên giùm chị, xếp hàng giùm chị không? 4 phần, đứng lên xếp hàng giùm chị, ok. 2 phần rồi, đứng lên xếp hàng giùm cô. Rồi, ok, đứng lên. Rồi, con tặng cho cô hả? Trời ơi, vậy là cô lại có quà rồi. Ủa ý? Ý cũng chưa có quà hả ý? Tội nghiệp ý quá à. Trời ơi, đây là con tập về. Ý, tập về có hình con heo giống ý nè. Trời, tội nghiệp ý quá à. Giờ... đó, trời ơi. Ai tặng quà? Tội nghiệp, cảm ơn con nghe con gái. Trời ơi, coi nè. Dễ thương làm sao á. Ủa ý? Ý cũng chưa có ai tặng quà hả ý? Tội nghiệp ý quá à. Ở đây cũng có hình con heo giống ý nè. Con gấu. Ồ, con gấu. Ủa, quên lộn, trời, tưởng con heo. Giang Tiền, cháu nó nói gì bà kìa. Rồi. Rồi, đứng lên xếp hàng giùm Cát Thi ha. Đây, Cát Thi gửi cho. Cảm ơn nhiều nghe. Mấy phần về mình? À, hàng nào không đứng. Một người đứng ra xếp hàng đi. Mấy phần? Rồi, 2 phần, 60, ói đây. Đứng lên xếp hàng trên đây nè má ơi. 2 phần, 60 rồi, ok. Không, núm dán cái gì mà dán. Thế rồi bên mệt quá hết xài rồi nha. Ừ, hết xài rồi, hết xài rồi. Ý Thanh Mũi. Vụ gì vậy chị? Trời ơi, Thanh Mũi thấy hồi xưa tôi có mê trai tới mức độ đó không Thanh Mũi? Con cái chị nó hơn chị liều, chị thấy chị có phước rồi đó. Không có phước chỗ nào hết, trai nào nó cũng quậm hết cưng. Mày la lên. Đừng, coi chừng nó phập. Thôi ý, đừng này nè. Anh cái tay anh bị gì nè? Cái tay bị gì vậy? Cái này chị đúng cái gì anh à? Định nói gì đi nữa? À, em nó nói coi chú Văn Tiền chăng ông chú ông nội. Chứ không có ý đồ gì chứ chú Văn Tiền. Cái quần anh dính cục xin gơm mấy chồng này. Có dính xin gơm vậy? Có dính xin gơm, chị coi kỹ có dính xin gơm. Có không? Dính xin gơm. Ý này. Ý này để cho mẹo. Gương thì chị lấy ngay chảnh đi. Trời, chơi YouTube lại cứng đi ghê. Chơi YouTube lại. Ờ để đi bò cạp vô nha. Ủa nhiêu tuổi á cưng? Em 94. 94 hả? Có ý đó. Ủa 94 là năm nay nhiêu vậy Thanh Muội? À, dạ 26. 26. Về gì chi ra chú lớn chú Văn Tiền lớn hơn em đó bao nhiêu tuổi vậy Thanh Muội? 38 hay sao hơn. Lớn hơn 12 tuổi. 12 tuổi. Ủa? 14. Qua 12 14 ta 12 đúng rồi 12. 14 tuổi. Chúng lên 20. Vậy là phải kêu ông nội. Chứ không được kêu bằng chị Giáng Tiên nghe. Ủa em làm cái gì? Dạ đang làm nội thất. Ờ, có người yêu chưa? Dạ có. Nghỉ mẹ đi. Vô tiếp tục câu chuyện mới đi mọi người. Tiếp tục câu chuyện mới. Rồi. Mẹ, chú nó giỡn con. Giờ này nó giỡn cái gì nữa? Chút lòi ra 2 đứa con nữa giờ. 4 phần ok. Đây, thôi em lại 380 ha. Ok em. 3 phần ok. Ok, cảm ơn. Rồi, Yến mua phải không? Mấy phần? Mua 3 phần. Mua rồi, mấy phần? Con mua 1 phần. Rồi, ok, đứng lên mua luôn, đứng xếp hàng má ơi. Cái gì ạ? Ưu tiên cho thằng Linh 2 phần. Nào, nào? Linh nào? Phải 7 hả? Không có ưu tiên nha, phải xếp hàng nha. Còn muốn làm phải hỏi Cát Thi nha. Mình đi 150 đúng không? Ok. 2 phần ok. Đứng lên đi cô gái. Rồi ok. Lên nào vậy? Lên nào? Ok. Mới mốt làm gì phải hỏi Cát Thi nha. 4 phần ok.
Rồi cảm ơn. Đứng lên nhận bánh giùm các thi không? À, nghe thường tin. Ok em. Chụp kiếm này thôi hả? Ok em. Dạ đúng rồi, đúng rồi, chó có bánh thiết mà xanh á. Ok em. Cái tiền trả tiền rồi á. Tao mới gửi ra tao thử nè. Bị ghè hả? Cái đó của mẹ để mẹ mặc mẹ bán đó. Trời vô duyên của người ta. Nói, thấy chưa mày thấy không nè nè, YouTube quay lại cho con em có vụ này coi. Coi nè, bây giờ nó chằng gây nè, mày mốt lên tay la nó coi. Khổ quá. Ghê mẹ đi. Đó. Đâu người ta? Có hai đứa hồi nãy đó rồi. Có bánh chưa dạ? Đợi tí xíu em. Ê, tôi bị lủng cái đít dữ không vậy trời. Ghê má. Ghê quá à. Gì vậy? Tổ ông đâu hả? Rồi sao? Trời không sao đâu, có thấy gì đâu. Bây giờ mình đang gỡ bít cho mình đang giao tiếp bằng cái bít rồi kìa. Nghe rõ tiếng mình đang nói không? Không cần trả lời nè các bạn. Ai? Mấy phần? 5 phần ok cô gái. Bây giờ mọi người muốn nghe tí các thi nói là nghe mình giao lưu với khán giả. 5 phần. Cảm ơn. Ok đứng lên giùm các thi ha. 5 phần của em. Các bạn có nghe rõ không? Trả lời cho mình biết nha. Ok. Xin lỗi. Cảm ơn em. 10 phần. 10 phần rồi đi kê đứng lên con. Trộn mạnh dạng quá. Đàn ông men quá. Ủa 10 phần mà cô đưa gì 500 ngàn dữ vậy? Mày biết dư lộn. 10 phần có 300 mà. Rồi, không có xem. Mấy phần gì em? 6 phần. Rồi, cho chị mượn. Rồi, chị thôi là 80, 20 nè. Ok em. Rồi đi về xin cái mắt quá trời. Đi đi vô đây.